Chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Từ Chữa Lành, và Khải rất là vui khi ngày hôm nay được tiếp tục ngồi ở đây để chia sẻ với quý vị những thông tin về sức khỏe. Vừa qua thì Khải có chia sẻ với quý vị một cái tính huyệt của tâm kinh, đó là thiếu xung, với rất là nhiều những cái công dụng khác nhau, như là cải thiện được tình trạng lo lắng, sợ hãi, bất an, cải thiện được giấc ngủ, rồi là cũng sẽ giúp quý vị là an thần. Đấy, đây là những cái công dụng rất là tuyệt vời khi chúng ta tác động vào huyệt vị thiếu xung của tâm kinh. Bây giờ Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị một cái tĩnh huyệt tiếp theo. Đây là một trong 12 tĩnh huyệt, và đây là cái tĩnh huyệt của tam tiêu kinh. Và cái huyệt vị này có tên là gì, và cái công dụng, cái cách tác động vào như thế nào thì Khải sẽ hướng dẫn rõ hơn trong cái phần sau của video. Bây giờ thì rất là mong quý vị hãy dành ra một ít thời gian để nhấn vào nút đăng ký và bấm vào quả chuông thông báo để ủng hộ Khải ra nhiều video hữu ích hơn trong thời gian tương lai. Bây giờ thì sẽ không để quý vị chờ đợi lâu, chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào phần nội dung chính. Cái huyệt vị mà ngày hôm nay Khải muốn chia sẻ với quý vị, nó có tên là huyệt vị quang xung. Tên huyệt vị Khải có để phía dưới màn hình nha. Quý vị nếu mà không nghe rõ chúng ta có thể đọc được. Huyệt vị quang xung là một huyệt vị của tam tiêu kinh. Tên đầy đủ là thủ thiếu dương tam tiêu kinh. Thì cái vị trí của huyệt vị quang xung là nó sẽ nằm ở cái góc của cái móng tay, của ngón tay áp út. Đây. Đấy. Nó sẽ có hai phía, phía gần ngón tay út và phía gần ngón tay giữa. Thì huyệt vị quang xung nó sẽ nằm dưới cái móng tay mà gần cái phía ngón tay út đấy. Đấy, và tương tự như vậy, trên tay phải này cũng sẽ có một huyệt vị quang xung. Và như trong video hôm trước Khải có chia sẻ, thì ở những cái góc móng tay và góc móng chân á, là nơi tập trung của 12 tĩnh huyệt. Nơi đây á, là kinh mạch chuyển tiếp, còn kinh khí xuất phát. Nó vừa là nơi các kinh mạch âm dương nối tiếp nhau. Đấy, những cái tĩnh huyệt này cũng có thể là một cái điểm bắt đầu hoặc là kết thúc của một cái đường kinh mạch. Và khi chúng ta tác động vào những tĩnh huyệt này á, thì cái kinh khí nó sẽ chạy thẳng vào tạng phủ, và thường được dùng trong những cái trường hợp như là thanh nhiệt, cấp cứu và hồi phục sức khỏe. Hiện nay thì với cái lối sống hiện đại, cho nên là chúng ta ít vận động chân tay. Cho nên là ở một số người thì cái hệ thống tĩnh huyệt của họ đã mất đi cái khả năng tự điều chỉnh, dẫn đến là âm dương không còn cân bằng. Đấy. Và vì vậy chúng ta nên kiên trì siêng năng tác động vào những tĩnh huyệt này mỗi ngày để giúp là chúng ta phòng bệnh. Và tương tự như cái video hôm trước, thì cái cách tác động vào huyệt vị quang xung này cũng sẽ giống như là cái cách chúng ta tác động vào huyệt vị thiếu xung vậy. Tức là chúng ta sẽ ấn, này, dùng ngón tay cái chúng ta ấn này. Ấn ngay vào cái vị trí của huyệt vị quang xung. Đấy, chúng ta ấn thế này. Thì chúng ta ấn một cái lực chúng ta cảm thấy hơi tức. Đấy, đó chính là cảm giác đắc khí. Và chúng ta có thể dây xung quanh cái vị trí này khoảng từ 2 đến 3 phút. Và xong rồi chúng ta làm ngược lại trên tay phải của chúng ta. Đấy, và nói về cái công dụng thì huyệt vị quang xung này rất là hiệu quả trong những cái trường hợp là bị đau đầu. Đấy, đau đầu. Rồi là bị cái tình trạng bị sốt cao, nó cũng sẽ cải thiện được. Đối với tình trạng bị sốt cao thì chúng ta chích và nặng máu cũng giống như là huyệt vị thiếu thương của phế kinh vậy. Đây, thiếu thương của phế kinh thì nó sẽ nằm dưới cái móng tay của ngón tay cái và nằm nghiêng về phía ngoài. Thì đây cũng là một trong những huyệt vị mà giúp chúng ta cải thiện được cái tình trạng sốt cao. Đấy. Tất nhiên là khi mà chúng ta bị sốt cao như vậy, nếu mà chúng ta gần những bệnh viện hoặc là trung tâm y tế thì chúng ta nên đưa cái người bệnh vào đấy để bác sĩ thăm khám. Cái trường hợp mà chúng ta ở xa trung tâm y tế hoặc là xa bệnh viện thì quý vị có thể là cải thiện cái tình trạng bị sốt cao bằng cách là chúng ta dùng kim. Chúng ta hãy nhớ là chúng ta phải sát khuẩn bằng dung dịch cồn. Chúng ta chích vào huyệt vị thiếu thương này của phế kinh này, chúng ta nặn ra khoảng 7 giọt máu, và quang xung này cũng vậy. Đấy, thường là người ta sẽ dùng kim chích nặn máu đấy, hoặc là dùng ngải cứu để đốt và hơi nóng vào huyệt vị này.
chúng ta làm trên cả hai tay. Đấy, công dụng thì nó sẽ như Khải nói là trường hợp mà bị đau đầu, đau nửa đầu, rồi là sốt cao hoặc là bị tình trạng bị viêm họng đấy. Viêm họng là chúng ta cũng sẽ tác động vào huyệt vị quan xung này. Chúng ta cũng có thể tác động thêm vào huyệt vị hợp cốc nếu mà chúng ta bị viêm họng hoặc là đau đầu. Đấy. Tại vì hợp cốc là một trong sáu huyệt vị gọi là lục tổng huyệt. Nó sẽ chuyên điều trị những bệnh lý ở vùng đầu. Đây, vị trí chỗ này. Ngón tay cái và ngón tay tay trỏ. Thì chúng ta sẽ có được cái điểm. Cái này gọi là hợp cốc. Đây là huyệt vị của đại tràng kinh. Nên tay phải cũng sẽ có một huyệt vị này. Đấy. Trong lục tổng huyệt thì hợp cốc là chủ trị những bệnh lý ở vùng đầu. Liệt khuyết thì chủ trị những bệnh lý ở vùng cổ gáy. Nội quan thì chủ trị những cái bệnh lý ở vùng ngực. Cho nên là video hôm trước Khải có nhắc sơ qua là đối với những quý vị nào mà bị tức ngực khó thở đến trong ngực này thì chúng ta hãy ấn huyệt vị nội quan. Đấy, nội quan chỗ này thì nó sẽ cải thiện được cái tình trạng những bệnh lý ở vùng ngực. Hoặc là túc tâm lý thì chủ trị những bệnh lý ở vùng bụng trên, bụng giữa. Còn tâm âm giao thì nó sẽ chủ trị những bệnh lý ở vùng bụng dưới và cơ quan sinh dục, hệ tiết niệu. Còn cái huyệt vị ủy trung lại chủ trị những bệnh lý ở vùng thắt lưng. Đấy, trong hợp cốc là một trong lục tổng huyệt. Cho nên là những khi chúng ta bị đau đầu, chúng ta có thể là tác động thêm huyệt vị hợp cốc, đau đầu, viêm họng thì hợp cốc rất là hiệu quả và tác động thêm vào quang xung để chúng ta tạo thành một cái bộ huyệt giúp cái quá trình chữa lành bệnh nó diễn ra được nhanh hơn. Hợp cốc á, thì quý vị có thể là dùng tay chúng ta ấn như vậy. Đây, dùng tay chúng ta cong là chúng ta ấn như vậy này. Đấy, đối với hợp cốc này thì chúng ta ấn vào tại vì nó đúng huyệt cho nên nó sẽ tạo ra cái cảm giác đắc khí liền, tức liền. Đấy, ấn vào một cái lực tương đối là nó sẽ tạo thành một cảm giác đắc khí liền. Đấy, chúng ta cứ giữ như vậy hoặc là day như vậy trong khoảng từ 2 đến 3 phút. Đấy. Nếu mà cái tay quý vị yếu thì chúng ta có thể sử dụng những loại dụng cụ để hỗ trợ. Ở nhà, nếu mà ở nhà quý vị có thể dùng những cái dụng cụ như là cây đũa inox này hoặc là cái những cái thanh gỗ nhựa có cái đầu trơn nhẵn chúng ta day. Còn nếu có điều kiện quý vị có thể sử dụng những loại dụng cụ Khải đang cầm ở đây như là cái dụng cụ này. Đây là cây giấy huyệt bằng bạc. Thì nó sẽ có cái đầu này bằng bạc này và cái thân được làm từ sừng. Thế thì tại sao cái đầu này được làm bằng bạc? Tại vì bạc là kim loại rất là thân thiện với cơ thể và nó có thể trục được những cái loại tà khí ở trong cơ thể ra bên ngoài. Tà khí ở đây là nó sẽ có 6 cái loại tà khí gọi là lục dâm. Hay cũng có nhắc đi nhắc lại rất là nhiều. Đó là phong hàn thử thách tấu hỏa đấy. Thì bạc này nó sẽ giúp trục được những cái loại tà khí đó. Qua cái câu chuyện mà quả trứng đồng bạc thì quý vị chắc cũng đã từng nghe, cũng đã từng được dùng cái phương pháp này rất là hiệu quả. Thì dựa trên cái nguyên lý đó thì Khải sẽ làm cái dây huyệt này, cái đầu của nó bằng bạc. Khi mà chúng ta dây trên cơ thể thì nó vừa tác động vào huyệt vị và vừa cũng có cái công dụng là trục ký những cái tà khí ra bên ngoài. Thân này được làm từ sừng. Cái sừng này á, thì nó giá trị và cái đầu này quý vị cũng có thể là dùng để ấn huyệt được. Những cái khu vực mà như là mông đấy, hoặc là những huyệt vị như là thừa sơn ở cái bắp chân chẳng hạn thì những cái vùng cơ đó chúng ta có thể dùng cái đầu này chúng ta ấn để nó cái diện tích nó lớn hơn. Nhưng mà thường thì cái đầu này cũng đã đủ rồi quý vị. Cái đầu bạc này, cái đường kính của nó là 10 ly. Đấy, ấn vào hợp cốc này. Đây. Ấn hợp cốc này. Đấy, hoặc là cũng có một cái huyệt vị của Tam Tiêu Kinh là huyệt vị trung chử nha. Nó nằm ngay chỗ này. Tức là cái đường kinh mạch mà Tam Tiêu Kinh á, là nó sẽ bắt đầu đi từ huyệt vị Quang Xung ở cạnh cái móng tay của ngón tay áp út này thì nó sẽ đi xuống đi qua khu vực mu bàn tay và nó đi qua cái ngay cái vị trí này này có huyệt vị trung chử này. Đấy. Thì cái huyệt vị trung chử này rất là hiệu quả trong những cái trường hợp là bị đau thần kinh tọa. Đấy, thì quý vị có thể tác động thêm vào huyệt vị trung chử này nếu mà chúng ta bị đau thần kinh tọa. Đấy, thì chúng ta dùng tay ấn hoặc là dùng cây ấn huyệt này chúng ta ấn, chúng ta day. Đấy. Hoặc là chúng ta dùng cái dụng cụ này là cái giò cầu gai. Giò cầu gai. Nó sẽ có cái quả cầu gai này này. Chúng ta lăn trên hợp cốc này. Đấy. Lăn trung chữ này. Hoặc là lăn nội quan này. Đây chỗ này.
nội quan chỗ nào chúng ta lăn. Đấy, thì cái dụng cụ này dùng nó rất là dễ và cái cảm giác nó mang lại chúng ta cũng sẽ dễ chịu. Hoặc là chúng ta lăn trên mặt. Những quý vị nào mà bị bỏng mắt này, đấy, bị da nếp nhăn, chúng ta dùng cái này chúng ta lăn. Mà quý vị phải nhớ là chúng ta phải vệ sinh cho nó thật sạch bằng cái bịt cồn 70 độ. Chúng ta lăn trên những cái vùng da nó nhạy cảm như mặt, chúng ta phải vệ sinh cho kỹ. Đặc biệt là dùng chung dụng cụ thì càng phải vệ sinh cho thật kỹ. Sau mỗi lần dùng trên mỗi người thì chúng ta phải dùng dung dịch cồn 70 độ chúng ta vệ sinh. Đấy, không phải là dùng cồn 90 nha. Có nhiều quý vị hiểu nhầm là dùng càng cao độ thì nó càng tốt, nhưng không phải. Cồn 90 độ nó bay hơi rất là nhanh, cho nên là không đủ thời gian để tiêu diệt vi khuẩn virus thì dùng dung dịch cồn 70 độ thì nó sẽ hợp lý hơn. Quay lại với nội dung chính thì quý vị có thể tác động vào huyệt vị quang xung bằng những dụng cụ mà Khải có chia sẻ hoặc là dùng thêm ngải cứu. Này, ngải cứu thì quý vị có thể tìm mua ở bất kỳ nơi nào hoặc là liên lạc với Khải, Khải sẽ cung cấp cái gói ngải cứu như thế này. Đây, ngải cứu thì được làm từ cái cây ngải cứu và phơi khô, xay nhuyễn và đúc thành những cái điếu để tiện chúng ta dùng. Và cách dùng là chúng ta sẽ đốt lên bằng cái bếp ga hoặc là bằng cái bật lửa khò. Khi nó cháy thì chúng ta sẽ dùng, chúng ta hơ gần vào cái huyệt vị này, quang xung này. Đấy, chúng ta hơ vào đủ cái độ nóng là chúng ta ngưng ở cái khoảng cách nó hợp lý nha quý vị. Đừng có để gần quá nó sẽ bỏng đấy. Thì chúng ta sẽ cứu như vậy trong khoảng từ 3 đến 5 phút. Còn những quý vị nào mà có thể trạng hàn lạnh thì chúng ta có thể ngải cứu lâu hơn. Và áp dụng tương tự như vậy đối với những huyệt vị khác như là hợp cốc. Này, rất là hay. Đặc biệt ngải cứu á, những cái trường hợp như là chúng ta bị đau khớp gối này, rồi là bị đau lưng này, đau cổ vai gáy này, đau nhức khuỷu tay, cánh tay, cổ tay này, thì chúng ta dùng ngải cứu chúng ta hơi trực tiếp vào cái vị trí đau thì nó cũng sẽ giảm đau được rất là nhanh. Hay là cái trường hợp bị zona thần kinh có những cái biểu hiện thì chúng ta sử dụng ngải cứu để hơi nóng vào những khu vực đó thì cũng sẽ giảm hiệu quả. Đấy, chúng ta hơi nóng, ngải cứu cũng là một trong những cách tác động huyệt vị mang lại hiệu quả cao, đặc biệt đối với những quý vị nào có thể trạng hàn lạnh. Đối với những quý vị mà có thể trạng là nhiệt dương thì chúng ta nên hạn chế dùng ngải cứu. Và như vậy thì trong cái video vừa qua, Khải đã vừa chia sẻ cho quý vị cách chúng ta xác định được huyệt vị quang xung và cái cách tác động vào, cũng như là đã chia sẻ rất là rõ với quý vị rằng cái công dụng khi nào chúng ta cần tác động vào huyệt vị quang xung này. Đó chính là những cái lúc mà chúng ta bị viêm họng này, bị ù tai nặng tai này, rồi là bị đau đầu này, rồi sốt cao. Đấy, thì nó huyệt vị quang xung này rất là hiệu quả. Thì những video tiếp theo Khải cũng sẽ tiếp tục để chia sẻ tất cả những tính huyệt còn lại như là thiếu trạch, trung xung, thiếu trạch của tiểu tràng kinh, trung xung của tam bào kinh, rồi là huyệt vị thương dương của đại tràng kinh về cái vị trí cũng như là những cái công dụng của nó. Bây giờ thì Khải xin tạm dừng video tại đây. Cũng hy vọng rằng những cái kiến thức, những cái thông tin mà Khải chia sẻ vừa qua sẽ hữu ích đến tất cả quý vị, giúp quý vị có được cái sức khỏe ngày càng được cải thiện hơn. Nhưng mà Khải cũng chia sẻ như thế này, cái phương pháp mà Khải chia sẻ cũng là một trong những cái phương pháp, nhưng mà cũng chỉ là để chúng ta tập thêm để giúp cái quá trình trị liệu nó diễn ra được nhanh hơn, và cũng như là đó cũng là một cái bài tập để giúp quý vị phòng bệnh tại nhà. Đấy. Còn khi nào mà chúng ta cảm thấy cơ thể có bất kỳ triệu chứng gì khác thường thì cái việc cần thiết đầu tiên là chúng ta cũng phải nên là đi khám, gặp bác sĩ, đi khám bệnh viện uy tín, từ đó là phát hiện được cái nguyên nhân cũng như là có phác đồ điều trị nó phù hợp, chứ là tránh chủ quan điều trị tại nhà. Còn nếu mà quý vị có cái nhu cầu sử dụng những dụng cụ Khải có nhắc tới trong chương trình như là cái cây giải huyệt bằng bạc này, rất là giá trị, trục được những cái tà khí, đặc biệt là khi chúng ta dây vào lòng bàn chân á, thì nó trục được cái tà khí, biểu hiện là cái vùng da nó rất là đen. Đấy, đen, có nhiều người là đen như nhờ nồi vậy đó. Thì chúng ta dùng cái khăn sạch, khăn ướt chúng ta lau sạch đi. Rồi ngày nào chúng ta cũng làm. Thì làm một thời gian quý vị sẽ thấy rằng nó không còn đen nữa. Nhưng mà không còn đen nữa không phải là chúng ta đã hoàn toàn là đẩy lùi được cái tà khí. Tại vì cái việc mà chúng ta sống, chúng ta sinh hoạt, chúng ta ăn uống, thì cái việc bị nhiễm là cái việc rất là bình thường. Đấy, cho nên là cứ kiên trì làm mỗi ngày thì nó càng tốt. Nếu mà có điều kiện thì chúng ta mua thêm cái này. Đây là cái bọ cạp bạc.
Cán cũng làm từ sừng, cái sừng sừng đặc đấy. Còn nó sẽ có nhiều hơn là nó sẽ có hai cái đầu bạc này, chúng ta sẽ giúp chúng ta là đẩy lùi được cái tà khí nó nhanh hơn. Đây cũng là một cái dụng cụ mà chúng ta chà trên cái vùng dọc theo cột sống này. Đó là những cái nơi mà có những cái huyệt bối du của bàn quân kinh, rất là tốt. Cái việc mà kiên trì tác động vào những cái huyệt vị bối du này thì giúp sức khỏe nó cũng sẽ tăng cường, phòng tránh được nhiều bệnh tật khác nhau. Đấy, hoặc là quý vị có thể là sử dụng ngải cứu. Đây, ngải cứu để mà chúng ta hơi nóng, đặc biệt là những quý vị nào mà có vấn đề về xương khớp á, thì rất là hay. Thì quý vị có thể là liên lạc với Khải thông qua thông tin Khải có để phía dưới màn hình. Nếu mà trong giờ hành chính á, thì quý vị có thể gọi điện trực tiếp. Còn nếu mà ngoài giờ hành chính thì quý vị là nên nhắn tin vào Zalo hoặc là Viber hoặc là đặt hàng trực tiếp thông qua website, thì sẽ có nhân viên tư vấn để giúp quý vị chọn được cái dụng cụ cần thiết. Còn bây giờ thì Khải cũng xin phép là quý vị dành ra thêm một ít thời gian nữa để nhấn vào nút đăng ký và bấm vào quả chuông thông báo, để bất kỳ khi nào mà Khải ra video mới thì chắc chắn sẽ thông báo đến quý vị đầu tiên và hoàn toàn miễn phí. Bây giờ thì xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.